giống như hôm bữa nữa. Trời nó ăn quả hơi lâu. Thực cái ram là phải làm lại hết luôn á. Chào cả nhà mình, hôm nay lên mang gò phối bò rít nha cả nhà ơi. Này thiết kế rất là đẹp luôn. Cái gò đó là có bộ một. Một bộ duy nhất. Quyền không có sách cái sách bọc cái gì là không, cái sách bọc nãy chị để ngoài á, sách này vui trên đây có ít lắm. Khung hình nó tối tối quay người cái góc này thích quay lại đi, quay riêng ba nó xem anh thử. Anh để cái này em ngồi góc này nè, em để cái cây qua đây, em chuyển cái góc cái này đi chị, chuyển cái góc này nha. Này sáng hơn rồi chị. Thấy không? Sáng, sáng rõ luôn á. Vậy đi ha. Ừ. Góc này thôi. Chị ngồi ở sau đó đi. Ở sau đó không thấy. Bây giờ để đó của anh. Cứ qua đây nè. Bây giờ cho chị ngồi cho anh. Ngồi ngay đây luôn phải không? Dạ. Sáng hơn không mấy chị? Tại cái cục like của em nó ấy nè. Nó bị nổi nè. Vậy đi. Ok vậy được ạ. Ok chưa? Em chào chị Hân Hân, em chào cả nhà mình. Sáng hơn không mấy chị ơi? Chị nhìn giùm em coi. Quá sáng rồi, chân tại cái góc ở trong đó nó bị khuất đồ nên là cái ánh sáng của cái đèn nó chiếu trên trần nhà xuống nó chiếu không có tới. Cái góc này view đẹp. Thì bữa like có view này đi ha. Không, góc này view đẹp nè. Chứ nó không có bị chói chứ ánh nắng ở ngoài á. Em chào chị Hân Hân, em chào cả nhà mình. Cả nhà bà rồi, cả nhà cho em một xin một cái chào nha các chị ơi. Em lên cho các chị bộ mang gò phó bò rít. Đẹp quá. Giải rất là đẹp luôn nha các chị. Bộ em mặc là size cho các chị tầm khoảng 50kg ha. 50kg đến tầm khoảng 57, 58kg là các chị mặc đẹp. 50 đến 57, 58kg. Bộ này là giá 140 nha cả nhà ơi. 140 à. Em
Đồ mặc có size lớn không hả chị? Chị bao nhiêu ký chị ơi? Đồ này size tối đa là tầm khoảng 65-67 ký trở lại ha. Đồ này là em có tới size số 5, là size cho cái chị tầm khoảng 65-67 ký trở lại mặc vừa. Cái áo của nó là áo thun bo rip, giống như cái áo thun lẻ của mình vậy đó chị. Mặc nó sẽ có co giãn, quần nó sẽ là quần màu giải mango ha. Quần may form cũng thoải mái. Nhưng cái chị em có size số 5 là size cho cái chị tầm khoảng 65-67 ký thì cái chị mặc ok. Rồi bộ em đang mặc á, thì không có size lớn, nó chỉ có một bộ duy nhất thôi, cho cái chị đẹp nhà em 50-57-58 ký mặc vừa. 50-57-58 ký cái chị nhà em mặc ok ha. Lên giúp giùm em bộ em đang mặc là mã số 1 đi các chị. Mã số 1. Con chào cô Quỳnh Ngọc ạ. Rồi em chào cả nhà mình nha. Rất là đẹp luôn nha các chị. Bộ em đang mặc cả nhà chốt em mã số 1 nha. Mã số 1. Bộ này thì nó không có size, nhưng mà những cái bộ khác đó, cái lô này thì nhầm bộ nó có size nha các chị. Thường là em sẽ có size 3 cho các chị là 50. Size 3 là 55-56 kg trở lại mặc vừa. Size số 4 là tầm khoảng 62 kg. Và size số 5 là tầm khoảng 65 kg các chị đẹp nha em ạ. Ok. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 1, size cho cái chị 57 ký trở lại mặt vừa, 57-58 ký trở lại mặt vừa. Em like luôn nha các chị ơi. Rất là đẹp bộ này luôn. Trời ơi, bộ này họa tiết sang quá chừng luôn mấy chị. Họa tiết rất là sang. Bộ này size số 3. Size cho cái chị đẹp nhà em 57 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp giùm em mã này là mã 2.3. Chốt em bộ này là 2.3 cả nhà, 57 ký trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này là mã 2.3. Rất đẹp luôn. 2.3 ha, 2.3. 2.3 57 ký trở lại mặt vừa cả nhà, chốt em mã 2.3 rồi. Mà bộ này là size số 4 nè. Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em là tầm khoảng 55-56 ký đến 62 ký cả nhà mình mặc vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã 3.4. 3.4 em like luôn nha mấy chị ơi. Chú em bộ này đi cả nhà, 3.4 rất là đẹp. Áo là thun mang boris nha các chị. Có dưới lại là quần là mango, giúp em rất là đẹp. Rồi bộ này cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 55-56 kg đến 62 kg cả nhà mình mặc vừa. Lên giúp giùm em 3.4. Đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá chừng. Nó đẹp. Bộ này 56-57 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 4. Em ngồi em chưa có quen thiệt. Em ngồi em chưa có quen thiệt. Lên giúp em bộ này là mã số 4 đi cái chị, để em ngồi gần gần một xíu. Cho em bộ này là mã số 4 nha. Mã số 4 size cho các chị 56-57 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp em mã số 4. Cho em mã số 4. Rồi, lên giúp em bộ này là mã số 5. Đẹp quá, chừng đẹp luôn. Mã số 5 giúp em nha. Các chị nhà em không có thích mặc hàng thiết kế hả? Không có thích mặc mango phối Paris hả các chị? Mẫu này đẹp lắm đó. Mẫu này là nó là hàng cao cấp đó. Hàng này các chị mua ở ngoài là 240 bộ, 230-240 bộ. Một thời cái này nó hot, ta nói gần gần luôn đó mấy chứ.
Em chào chị Thanh Thanh Nguyễn. Rồi bộ này lên giúp em ha. Bộ này size cho các chị đẹp nhà em là 57kg đến 63kg mặt dừa. 57kg đến 63. Bộ sọc em đang mặc đó hả chị? Bộ sọc em đang mặc là 57kg. Trở lại các chị đẹp nhà em mặc ok. Chị hỏi em bộ sọc em đang mặc cái quần á hả? Bộ sọc đầu lai em mặc á là size cho các chị là 57kg, 57-58kg trở lại. Chị cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu? Bộ này 57-63kg mặc dừa nè mấy chị. Bộ bi rất đẹp luôn, 57-63kg. Lên giúp em bộ này là mã số 5. Lên giúp em bộ này là 5.4. 57kg đến 63kg mặc dừa. Bộ em đang mặc là mã 5.4. Chốt em là 5.4. Mang gồ phối bà rip giúp em nha. 5.4. Nhiều kiểu lắm. Rồi bộ này, bộ này em có bộ size số 5, 60 đến 65kg mặt dừa. 60 đến 65kg mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này. Nãy 5.4 đúng không chị? 6.5. Lên giúp em bộ này là 6.5. Size cho cái chị 60 đến 65kg mặt dừa. Cho em bộ này là 6.5. Mango phối bao rip rất là đẹp luôn. Chốt em bộ này là 6.5. 60 đến 65kg mặt dừa bộ này. Lên giúp giùm em. Giải nha mấy chị, đẹp lắm. Giải mướt được luôn nha. Mango. Lên giúp giùm em bộ này là 6.5. 60 đến 65kg mặt dừa. Chốt em 6.5. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 7.5. 7.5. 60 đến 65kg mặt dừa luôn. Lên giúp giùm em bộ này là 7.5. 7.5 60 đến 65kg mặt dừa luôn các chị. Chốt em bộ này là 7.5. Đẹp quá. 60 đến 65kg mặt dừa luôn. Chốt em bộ này là 7.5. Mango phối bao rít giúp em nha. 7.5 60 đến 65kg mặt dừa. Cái này em có 2 bộ size 5 hết rồi hả chị? Em còn được 2 bộ size số 5 hết luôn các chị. 2 bộ size 5 hết rồi. Bộ này là dạng cổ vest vậy nè. 60 đến 65kg mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là 6.5 hay 7.5 luôn. 7.5 giúp em. 7.5 em chốt cho chị Phạm Trang. Chị Phạm Trang là khách mới, vui lòng lên cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại giúp em đi chị. Chị khách mới chịu khó lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại ha. Rồi bộ này, bộ này size cho cái chị nhà em là tầm khoảng 73kg đến 77kg mà. 73kg đến 77kg. Lên giúp giùm em bộ này 8.5. 63kg chưa lộn. Bộ này là 63 đến 67kg. Em nói số ký nhiều tự nhiên em quên rồi. 63 đến 67kg mặc bộ này. Lên giúp giùm em bộ này là 8.5. Bộ sọc em đang mặc không có size 65kg. Nó chỉ có một bộ duy nhất bộ sọc á. Là bộ sọc cái quần này nè. Cái áo em mặc đó là size 57-58kg mặc nha. Chưa có cân nặng chiều cao chị. Chưa có số điện thoại luôn. Chị Phạm Trang 65kg ok chị. Rồi bộ em đang mặc là size cho cái chị 63-67kg. Rất đẹp luôn nha cả nhà mình đây. 63-67kg lên giúp giùm em bộ này là mã số 8. Chốt giúp em bộ này mã số 8 nữa nha. 63 đến 67kg mặt dừa. Nhìn đẹp quá. Số in nó không ra ta. Ok chị Phạm Trang là em chốt cho chị mã số 7.5 nha. 8.5 em chốt cho chị Phạm Duy Phạm. Rồi bộ này size số 3. Bộ này cả nhà lên giúp giùm em là 9.3. Size cho các chị đẹp nhà em 55-56kg trở lại mặt dừa.
55-56kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này. Là mã số 9.3. 9.3 giúp em nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chốt em bộ này là mã số 9.3. 140.000 một bộ. Ở nhà chốt giúp dùm em là 9.3. 9.3. 55-56kg trở lại mặt vừa lên giúp em 9.3. Rồi em có bộ này size số 4. Trời ơi, đẹp quá chừng luôn mấy chị. Size cho các chị đẹp nhà em là 56-57kg nha, đến 62kg mặt vừa. Lên giúp em 10.4. Chốt em bộ này là 10.4 cả nhà, 10.4 rất là đẹp luôn. 10.4 size cho các chị đẹp nhà em 56-57kg đến 62kg mặt vừa. Chốt giúp dùm em là 10.4. Chốt em là 10.4 cả nhà, chốt em 10.4. Đẹp quá. Rồi cái này em có hai bộ size 5 hết luôn. Đẹp quá. Bộ này cũng 63 đến 67kg mặt dừa luôn nha các chị. Bộ này đẹp lắm. Cái vải thun nó cũng đẹp. 63 đến 67kg mặt dừa. 10.4 em chốt cho chị Phạm Di Phạm. 63 đến 67kg cả nhà mặt dừa bộ này. Lên giúp dùm em bộ này là mã số 11.5. 11.5 em có hai bộ. Rất là đẹp luôn các chị. Chốt giúp dùm em mã này 11.5. 63 đến 67kg mặt dừa lên giúp dùm em là 11.5. 140.000 một bộ, phí ship 20.000 trên một đơn giúp em. Rồi chốt em 11.5. Bộ này là size số 4 giúp em. 57kg đến 62kg mặt dừa lên giúp dùm em là 12.4. 11.5 và 12.4. 12.4 là size cho các chị 57kg đến 62kg cả nhà mình mặc vừa. Lên giúp dùm em bộ này là mã số 12.4. Đẹp quá các chị ơi. Chốt em 12.4 nha, 12.4. 12.4 size cho các chị 57kg đến 62kg mặc vừa. 12.4. Rồi, bộ này 55-56kg trở lại mặt dừa. 55-56kg trở lại mặt dừa lên giúp dùm em bộ này là mã số 13.3. 13.3. Chốt em bộ này là mã số 13.3 cả nhà. 13.3. Size cho các chị đẹp nhà em 55-56kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 13.3. 13.3, 55-56kg trở lại mặt dừa. Chốt em là 13.3. Rồi 14.5. Đẹp quá. 60-65kg mặt dừa. 60-65kg mặt dừa. Cái này là 14.5 cả nhà, 14.5. 60 đến 65kg mặt dừa lên giúp giùm em bộ này là mã 14.5. Rất là đẹp luôn. Em chào chị Phan Phương. 60 đến 65kg mặt dừa lên giúp em bộ này là 14.5 cả nhà, 14.5. 60 đến 65kg mặt dừa. 14.5. Cái này em có 3 bộ size 4, 15.4. 15.4. 57kg đến 62kg mặt dừa. 57kg đến 62kg mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 15.4. 15.4. Áo bà ba đen thì nó chỉ có cái màu đen thôi chị, nó đâu có gì đâu mà phải lên. Chị muốn chốt xe máy chị nói thì em lấy cho. Chị muốn lên thì chỉ có cái màu đen vậy thôi, nó đâu có cái gì đâu mà lên chị cho nó mất cầm. Cái đó hôm qua em lên rồi đó. 14.5 em chốt cho chị Quỳnh Lành. 14.5 cả nhà lên giúp vậy.
giùm em bộ này là bao nhiêu chị? 15.4 15.4 size cho cái chị đẹp nhà em 57kg đến 62kg mặt vừa. Em chào chị La Huệ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 15.4 nha, 57kg đến 62kg mặt vừa. 57kg đến 62kg mặt vừa, lên giúp giùm em là mã số 15.4. Rồi cái này 16.3. 15.4 đẹp quá mấy chị. Lên giúp em bộ này là 16.3. Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em là 50kg đến 56kg mặt vừa. Bà ba em đã lên hết trơn ngày hôm qua cho mấy chị rồi, nên là bữa nay em không có lên lại nữa. Cái đá nó chiếu quá chừng nó chiếu luôn. 55-56kg trở lại mặt vừa, lên giúp giùm em bộ này là mã 16.3. 16.3 giúp em với chị, rất là đẹp luôn. 16.3 ha, 55-56kg trở lại mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này là 16.3, đồ này đẹp mà xịn nè mấy chị, không mua. Ủa? Người ta bán 200 mấy, 300 ngàn. Mình mua có 140 ngàn à. Em còn có nhiêu đó đó chị, còn màu nào nữa đâu mà chị kêu em lên. Hôm qua có nhiêu màu lên hết rồi đó. Mười sáu chấm ba em chốt cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Hồi hôm qua có bao nhiêu là em lên hết rồi đó chị, đâu có còn đâu, đâu có còn cái nào nữa đâu. Hôm qua chị đã coi rồi, chị thấy rồi, bây giờ chị muốn đặt cái màu gì, size số mấy chị nói đi, còn thì em lấy cho. Chứ bây giờ em không có lên lại nha. Em không thể nào mà em bỏ mấy tiếng đồng hồ ra em like cho có mình nên chị coi được. Tại hôm qua em đã like hết rồi, mà nó còn có mấy cái à. Thì bây giờ chị đã coi cái like cũ rồi. Chị coi cái like cũ rồi thì bây giờ á là chị muốn lấy cái màu gì, size số mấy chị nói đi rồi em lấy cho, chứ em không có lên lại. Đâu phải là kêu mấy chị vô coi coi like rồi em ngồi em like cho mấy chị đâu. Có nghĩa là hàng em bán trực tiếp trên livestream. Các chị muốn mua hàng thì các chị vui lòng các chị vô livestream, các chị coi thì các chị đón xem cái like nào các chị coi á thì các chị mua. Chứ đâu phải là ví dụ như chị muốn mua áo bà ba em phải like áo bà ba cho chị, mà có mình nên chị mua à. Rồi một chị muốn mua đồ giả váy em phải like hết trơn nguyên cái giả váy cho mấy chị. Đồ thì em phải phân ra em like, chứ đâu phải là like theo yêu cầu của khách đâu mấy chị. Mà mấy chị là mà nhiều chị mà mua không được á, xong rồi lên chấp em cái này kia. Đã cái quy định của cái shop của em là như vậy rồi thì mấy chị cố gắng mấy chị đón xem like. Còn mấy chị không có thời gian mấy chị xem like thì cái đó là em cũng chịu thôi nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cả nhà, size số 5 nha. Bộ này là size số 5, cả nhà chốt giúp giùm em bộ này. Bộ này phơm nó nhỏ cả nhà, bộ này size số 5 nhưng mà size cho cái chị tầm khoảng 57-58kg đến 63kg mặt vừa. Còn mấy chị muốn mua nhanh đó thì mấy chị bây giờ chị coi lại cái like cũ. Áo màu chị thấy cái màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì đó chị mặc vừa, size số mấy hoặc chị cho em cân nặng chiều cao. Em coi còn thôi, em dơ lên chị coi để em xác nhận thôi, chứ em không có gom nguyên một cái lô bà ba mà em like lại cho mấy chị nha. Em còn nhiều mẫu để em lên lắm. Bà ba nó còn có mấy cái à. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cả nhà. Bà một mã này mã mấy chị? 17. Lên giúp giùm em bộ này là 17. Mã số 17 cả nhà. 17.5 là size cho cái chị 57kg đến 63kg mặt. Chứ đâu phải là em không nhận hàng của mấy chị là lỗi của bên em đâu. Mấy chị lên, mấy chị yêu cầu là em phải lên cho mấy chị nha. Em lên em phân đồ theo, em like theo đồ của em. Trong khi cái hàng mang gồ phó bao rip này bữa giờ em không có lên được cái like nào hết trơn, nên là hôm nay em phải like lại. Nên phải lên cái mẫu này, mấy chị còn rất là nhiều.
Rồi bộ này size số 4 giúp em nha cả nhà ơi. Size cho cái chị đẹp nhà em 56kg đến 62kg mặt vừa. Bộ này mã số mấy vậy chị? 18.4 cả nhà ơi. Size cho cái chị 56-57kg đến. Bộ này là tầm khoảng 62kg trở lại cho chị đẹp nhà em mặc ok. Mã số 17. 17 em chốt cho chị Nhi Lê. 17 em chốt cho chị Nhi Lê cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 18 đi các chị. Size 56-57kg đến 62kg mặt vừa. 18 em chốt cho chị La Huệ. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 19. Em có bộ này 19.5 nè mấy chị đẹp quá. Bộ này là 19.5 nè. Nhưng mà bộ này size cho cái chị đẹp nhà em để em coi bao nhiêu ký mặt vừa. 65kg, 60 đến 65kg mặt vừa. 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 19.5. Rất là đẹp luôn. 19.5, 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp giùm em là 19.5. Chốt em là 19.5 ha, 60 đến 65kg mặt vừa. Chốt em 19.5 cả nhà. Có hai bộ. Này em có size 4 nữa nè mấy chị. Cái này bộ này em có size 4 nữa. Size 4 là size cho cái chị 60kg trở lại ha, 55-60kg. Và size số 5 là 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp dùm em là 19.4 hoặc là 19.5. Bộ này rất là đẹp. Bộ này rất là đẹp nha. Em có 19.4 và 19.5. 140.000 một bộ mango phối bao rip. Quý chị chốt giúp em bộ này là mã số 19. 19.4 là size 55-60kg và 19.5 là 60-65kg một vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 20. Chốt em bộ này là mã số 20. Size cho cái chị đẹp nhà em bộ này mã số 20. Bộ này là form của nó là tầm khoảng hơn. Bộ này 58kg đến 64kg mặt vừa. 58kg đến 64kg. Chị nào 65kg thì gọn gọn người tí xíu nha. Còn không thì 64kg trở lại. Bộ này đẹp quá. Bộ này bộ beo nè các chị. Beo nhưng mà beo nhìn nó lạ lạ ha. Rất là đẹp luôn. 19.5 em chốt cho chị Phạm Di Phạm. 19.4 em chốt cho chị Phan Phương. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 20 cả nhà. Chốt em mã này là 20.4. Size cho các chị 57-58kg đến 64kg trở lại các chị đẹp nhà em ạ. Ok. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 20.4. Rất là đẹp bộ beo này. Chốt em là 20.4. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Rồi cái bộ này nó dơ. Bỏ vô đi. Ờ, nó đẹp cả nhà. 60 đến 65kg mặt vừa. 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp giùm em là 20.4. Chốt em là 20.4 thì cả nhà. Cái bộ beo vàng đẹp quá. Ủa 20.5 em xin lỗi. 20.5 size 60 đến 65kg mặt vừa. Giải mango này nó mướt rượt luôn đó mấy chị. Nó mướt và nó mát lắm. Lên giúp giùm em bộ này là 20.5. 21 cả nhà ơi em xin lỗi nha. Bộ beo vàng em đang mặc là mã số 21.5. 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này là 21.5. 21.5. Rồi 22.5. 60 đến 65kg mặt vừa luôn. Lên với em bộ này là 22.5. Rất là đẹp. 22.5, 60 đến 65kg mặt vừa. Lên với em bộ này là 22.5. Đẹp chưa các chị? 22.5 giúp em ha. Rất là đẹp luôn. 20, vàng là 21. Này là 22 nè. Rồi 22.5, 60 đến 65kg mặt vừa. 22.5.
Rồi chốt giúp dùm em bộ này là 23.3. 23.3. Năm mươi lăm, 56 ký trở lại mặt giường. Chốt giúp dùm em bộ này là 23.3 cả nhà. 55, 56 ký trở lại mặt giường. 23.3. Lên giúp em bộ này 23.3. 55, 56 ký trở lại mặt giường. 23.3. Hai mươi bốn chấm ba, đẹp quá. 24.3 cả nhà. 55-56 ký trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em bộ này là 24.3. 24.3. 55-56 ký trở lại mặt dừa. Lên giúp dùm em bộ này là 24.3. Đẹp quá. 24.3 giúp em ha. 55-56 ký trở lại mặt dừa. 24.3. 24. Lên giúp dùm em bộ này mã số 27. Ủa? 24 rồi tới 25 chứ. 25.4. 55-56 ký đến 60 ký mặt dừa bộ này. 24.3 anh chốt cho chị Đặng Bích Tiền. 24.3 anh chốt cho chị Đặng Bích Tiền. Trời cái bộ này nó đẹp mấy chị ơi. 25.4 đúng không chị? 25.4. 55 đến 60 ký mặt dừa lên giúp giùm em là 25.4. 24.3 em hết. 25.4 em chốt cho chị Phan Phương. Chị bé 8 đặt 5 bộ dập ly. Gọi hoài không có bắt máy. Ngày 19 tháng 10. Gọi cỡ chừng 5 cuộc vậy đó, không có bắt máy gì hết trơn đó chứ. Mấy chế đặt hàng xong rồi mấy chế đặt cho vui hay sao á mà. Hai mươi lăm chấm bốn là em hết nha. Rồi lên giúp giùm em là 26. Bộ này là mã số 26 cả nhà. Bộ này 60 đến 65 ký mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 26. 60 đến 65 ký. Lên giúp em mã số 26. Chốt em bộ này là mã số 26. 26 nha cả nhà ơi, 26. 60 đến 65 ký mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 26. Bộ đẹp luôn. 26. 26. Chốt em bộ này mã số 27, bộ này đẹp quá chừng. 27, size cho các chị 52 ký đến 57 ký mặt đẹp. 52 đến 57 ký mặt đẹp lên giúp em bộ này mã số 27 ha chị. Chốt em bộ này mã số 27 hả nha. Bộ này đẹp lắm. Chốt em bộ này mã số 27. Này 50 ký các chị, bộ này 50 đến 56 57 ký các chị mặc đẹp. Lên giúp em bộ này mã số 27. Chốt em mã số 27, em là 1m58, 48kg. Chị nào mà 4 mấy ký là mặc giống như em mặc vậy đó. Còn từ 50kg đến 56, 57kg thì chị mặc nó sẽ đẹp hơn ha. Mã số 26 em chốt cho chị Quỳnh Lành. 26 em chốt cho chị Quỳnh Lành. Bộ 27 em đang mặc đẹp lắm đó mấy chị. Cái vải nó cũng đẹp nữa. Em màu nào cũng đẹp, chị nào mặc vừa lấy đi, cái bộ này đẹp lắm luôn á. Chị nào mà mặc được sát nách nè. Bộ này mặc kiểu đẹp. Chị thấy nó làm không nè. Bon. Mặc cái áo nó gọn ha. Ừ. Rất là khéo luôn á chị đẹp nha em. Mặc dễ cưng.
27 là em có hai bộ nha, size 55, 50 kg đến 55, 56, chị nào cao tí xíu là 57 kg. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 28, 28 cũng đẹp. Chốt em bộ này là mã số 28. Bộ hồng này đẹp chưa mấy chị? Chốt em bộ này mã số 28 nha, em mặc là 27. Bộ này mã số 28. Rồi lên giúp em bộ này mã số 29 nè. 29. 60 đến 65 kg mặc vừa, lên giúp em mã số 29. Chốt em bộ này mã số 29. Là 60 đến 65 kg mặc vừa chị ơi, cái bộ màu hào hồng này nó đẹp mấy chị. Lên giúp em bộ này là mã số 29. 28 em chốt cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Ok chị Nguyễn Mỹ Linh. 60 đến 65 kg chị nào lấy bộ mã 29 này đi. Rồi. Mã đáo thành công. Cái màu nó cũng đẹp nữa mấy chị. Màu mặc lên đến gì nhìn nó dễ chịu. Lên giúp em bộ này mã số 29 nha, 60 đến 65 kg mặc vừa. Chốt em mã số 29. Đẹp. Đó là mình không mua 28 để em đi mặc đồ cặp à. Hai đứa mặc đồ cặp à. 29. 29 em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn. Rồi lên giúp em bộ này mã số 30. 30. 60 kg trở lại mặc vừa. Chốt em bộ này mã số 30. 30 60 kg trở lại mặc vừa cả nhà. Chốt em bộ này mã số 30. 30 60 kg trở lại mặc vừa. Trời ơi, cái vải của mấy bộ này ghiền luôn á mấy chị đẹp đó. Chốt em bộ này mã số 30 nha. 30. 60 kg trở lại mặc vừa cả nhà, chốt giúp giùm em bộ này mã số 30. 30 em chốt cho chị Phan Phương. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 31. 31. Size cho cái chị đẹp nhà em 57 kg đến 62 kg mặc vừa. 57 kg đến 62 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là mã số 31. Ba mươi em hết rồi chứ ơi, 30 cái còn nhưng mà cái quần nó khác. Còn bộ hả chị? Còn bộ này hả? Cái quần giống. Ok, còn một bộ mã số 30 cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Kiếm bộ nữa cho chị kiếm nghèo đi chứ. Còn nó cái quần nó phối khác rồi chứ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 31. 30 cho chị Phan Phương với lại chị Nguyễn Mỹ Linh, chị Ngô Kiến Hào ơi, em hết rồi, em có hai bộ à. Bộ này size 57 kg đến 63 kg mặc vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 31. Đây bộ mã số 31 rất là đẹp luôn nè mấy chị. Mấy bộ này cái chị mặc vừa nó sẽ căng cái ngực ra rất là đẹp, thường mà cái ngực mà làm cổ vuông mà xếp xếp ly vậy nè, cái chị mặc lên cái form ngực nó đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là mã số 31. 57 kg đến 63 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này mã số 31. Rồi chốt em bộ này mã số 32. 32 60 kg trở lại mặc vừa luôn, lên giúp em bộ này mã số 32. Giải mình mất, đẹp quá. Mã số 32 60 kg trở lại mặc vừa. 32. Không như chị Thùy Linh, em chỉ may có cái chất vải xô len đó thôi chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chốt em bộ này là mã số 32, 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 32. Rồi chốt em bộ này 33 trắng đen. 33 là mã trắng đen các chị. Dạ. Không chị. Yeah. Lên giúp em bộ này là mã số 33 hả chị? 33 cả nhà ơi, 33. 60 kg trở lại mặt vừa luôn. Chốt em mã số 33.
33 60 kg trở lại mặt giường. Chốt em bộ này mã số 33. Chốt em mã số 33 ha. Không phải đẹp. Chốt em mã số 33. 33 cả nhà. Lên giúp em bộ này là mã số 34. Chốt em bộ này là mã số 34. 60-65 kg mặt vừa. Đẹp quá cái chị ơi. Chốt em bộ này mã số 34. 34, 60-65 kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 34. Bộ này đẹp nè mấy chị. Bộ này nãy như em có lên bộ hay gì nè. Rất là đẹp luôn. Mấy bộ này sao cái chị không lấy. Mấy bộ này kiểu nó cực kỳ ít luôn á. Lâu lâu nó mới có một bộ mà mấy bộ này cái chị mặc lên nó rất là gọn người. 60-65 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 34. 33 cho chị Ngọc Niềm Nguyễn. 34 là 60-65 kg mặc vừa. Lên giúp em mã số 34. 34, 60-65 kg mặc vừa. Lên giúp em mã số 34. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 35. 35 size 60 kg trở lại mặt vừa. 35, 60 kg trở lại mặt vừa. Cả nhà lên giúp em bộ này mã số 35. Cái này cái chị tách ra, cái chị làm áo lẻ vẫn ok nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Không có size 70 kg rồi chị. Size 65, 66 kg trở lại là tối đa ha. Hoặc là 67 kg. Lên giúp em bộ này là mã số 35 cả nhà. 35, đẹp quá. 55-60 kg em mặc là rộng nha. Em mặc rộng. 55-60 kg là vô style cái chị mặc nó sẽ đẹp. Lên giúp em bộ này là mã số 35. Rồi chốt em bộ này mã 36. 57-63 kg mặc vừa. 35 em chốt cho chị An Trần. Chốt em bộ này là mã số 36 cả nhà ơi. 56, 57 kg đến 60, 62 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 37. Ủa 36. 36 cả nhà. 57 kg đến 62 kg mặc vừa. Lên giúp giùm em bộ này mã số 36. Rồi chốt em bộ này mã số 37. Chốt em mã số 37, 55 kg đến 60 kg mặc vừa. 55 kg đến 60 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 37. 36 em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn. Lên giúp em bộ này là mã số 37 cả nhà. 55 kg đến 60 kg mặc vừa. Bộ bi rất đẹp luôn. 37. Chốt em bộ này mã số 37. 55 đến 60 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 37. Đẹp quá. Chốt em mã số 37 nha. 55 kg đến 60 kg mặc vừa. Chốt em mã số 37. 36 em hết rồi chứ ơi. Lên giúp em 37 đi. 37, 55 đến 60 kg mặc vừa. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 38. 38 size cho cái chị 52 kg đến 57 kg. 38 là 52 đến 57 kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 38. 37 em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn luôn. Lên giúp em bộ này mã số 38 đi. 37 em hết chị Nguyễn Mỹ Linh đây. Lên giúp em bộ này mã số 38. 52 đến 57 kg mặc vừa là cái chị. Chốt em bộ này là mã số 38. 52 đến 57 kg mặc vừa. Chốt em mã số 38. Chốt em mã số 38. Ba mươi bảy là cho chị Ngọc Niềm Nguyễn rồi đó chị. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 39. 39. 52 kg đến 57 kg mặc vừa.
52kg đến 57kg mặc vừa lên giúp em bộ này mã số 39. 52 đến 57kg mặc là rất đẹp cái bộ này luôn mấy chị. Lên giúp em bộ này là mã số 39. Đẹp quá, vải nó cũng đẹp nữa. Giúp em bộ này là mã số 39 nha các chị. Các chị nhìn cái bò lông quần của nó bự vậy nè. Cái lưng bản ở phía trước nè, nên là chị mặc ôm vô cái bụng rất là đẹp nha, rất là thoải mái. Giúp em bộ này là mã số 39. 39 là size cho các chị là 52kg đến 57kg mặc dù. Giúp em mã số 39. Chốt em bộ này mã số 40. Cả nhà ơi, chốt em bộ này mã số 40. 39 em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn luôn. Chốt em bộ này mã số 40. 55 56kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này là mã số 40. 55 56kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này mã số 40. Chốt em bộ này mã số 40 nha. 55 56kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 40. Rồi lên giúp em bộ này mã số 41. 55 đến 60kg mặt vừa. Đẹp chưa cả nhà? Em khỏi mặc vô ha, em ướm vậy mấy chị thấy còn đẹp hơn nữa nè, đẹp chưa? Đấy, cái kiểu này đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là mã số 40. Rất đẹp luôn, họa tiết cũng đẹp. 41. À, 41 luôn. Bộ này là mã số 41. Bộ xanh này là mã số 41 cả nhà. 55 đến 60kg mặt vừa. Chứ em mã số 41. Rồi lên giúp em mã số 42. 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 42. 42. Lên giúp em bộ này là mã số 42. 60 đến 65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 42. Cả mấy bộ này là mấy chế không chốt, toàn là siêu phẩm không. Lên giúp dùm em bộ này mã số 43. 60 đến 65kg mặt vừa. 41 cho chị Nguyễn Mỹ Linh. 41 là bộ xanh đó. Bộ xanh nãy đã được chưa? Chị ghi mã số không? 42 dạ. Của em là 43 đúng không? 42 cho chị Nguyễn Hằng. 60 đến 65kg mặc vừa. Đó, nó đẹp. Mấy cái bộ này cái chị mặc lên nó cực kỳ sang. Hàng thiết kế á, cái chị mặc vô nguyên bộ. Tại vì nó nhiều quá, em không có mặc hết cho mấy chị. Nó mặc hết nó vừa lâu mà nó vừa mệt nữa. Nó là em chỉ mặc cái áo hoặc là em ướm vô cho chị xem thôi. Còn mấy cái hàng này là cái chị mặc vô form là đẹp hết trơn luôn ha. 60 đến 65kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 43 nè. Quá đẹp luôn. Chốt em mã số 43. Giải mặc nhẹ nhàng mát. 140.000 bộ. 43. Lên giúp em bộ này là mã số 44. Ây da, 44 là bộ hoa hậu nữa nè. 44. 50kg đến 56, 57kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 44. 44 là họa tiết trắng đen này các chị. Rất là đẹp luôn ha. 44. Bộ 40 là bộ nào vậy chị? 40 là size cho các chị. Hồi nãy em đọc là bao nhiêu ký ta? 40 hồi nãy em đọc cho mấy chị là như 52 đến 57kg đúng không? 52 đến 57, 58kg gì đó chị? Quên mất kêu rồi. À, bộ này tầm khoảng 52 đến 57, 58kg. Bộ này là mã số 40 nè. 43 em chốt cho chị Phạm Di Phạm. Không, bữa nay em không có lên đầu lửng chị. Rồi, chốt giúp giùm em bộ này ha. Bộ này là bộ em đang mặc là mã số 40, tầm khoảng 57, 58kg trở lại là ok chị nha. Em mặc còn rộng. Rồi, bộ này là mã số 44. 44.
Hoa hậu hả? À, bộ hoa hậu là mã số 44 nha mấy chị. Bộ trắng đen là mã số 44. Cái này lên giúp giùm em mã số 45 nè. Cho em mã số 45. 55 đến 60 kg mặt vừa. 55 đến 60 kg mặt vừa lên giúp em bộ này là mã số 45. Chú em mã số 45 cả nhà, 55 đến 60 kg mặt vừa. Chú em mã số 45. Chú em mã số 45 ạ. Ồ, cái bộ này nó đẹp luôn nha mấy chị, vàng. Út là út phái mấy màu vàng. Bộ này size cho cái chị đẹp nhà em nha. Bộ này size cho cái chị là 57 kg đến 63 kg, 63 64 kg mặt vừa. 57 kg đến 63 64 kg mặt vừa lên giúp em bộ này. Mã số 46. Chốt em bộ này là mã số 46. Bộ này size cho 57 58 kg đến 63 64 kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 46. Chốt em mã số 46. Rồi lên giúp em bộ này mã số 47. Đẹp quá đẹp. 47. Size cho các chị 57 kg đến 62 kg mặt vừa. Lên với em bộ này là mã số 47. 57 kg đến 62 kg mặt vừa lên với em bộ này là mã số 47. Chốt em bộ này mã số 47 nha các chị, 47 màu xanh. Đẹp quá. Chốt em mã số 47. Chốt em mã số 47. Rồi lên giúp em bộ này mã số 48. 48 em có size 55 56 kg và size 60 61 kg mặt vừa. Lên giúp giùm em là 48.3. 48.3 là 55 56 kg và 48.4 là tầm khoảng 60 61 kg mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 48. Quên hoài mấy chị. 48 em có 48.3 là 55 56 kg nha và 48.4 là tầm khoảng 60 61 kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 48. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 49. 47 em chốt cho chị Ngô Kiến Hào. 47 là bộ này. 47 là em chốt cho chị Ngô Kiến Hào. Chị Nguyệt Nguyệt Trần ơi, em còn mã số 46 cho chị được không? 46 còn đúng không chị? 46 là bộ vàng á, em chốt cho chị. Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị? 47 em hết rồi, chị chọn thêm một bộ khác nữa em giúp em được không? Quyền ơi, em đứng lên em lấy giùm chị cái ly nước đi. Ly nước trắng. Bộ caro lúc đầu là bộ cái quần em đang mặc này hả chị? Còn nha, size 57 58 kg trở lại mặc vừa đó, có một bộ một hả? Ok là 48.4 cho chị Ngọc Niềm Nguyễn, 55 60 kg. 94. Rồi em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn size 55 60 kg chị. Ok chị mét 62 nặng 60 kg. Rồi bộ này nha cả nhà mình ơi. Bộ này size cho cái chị 57 kg trở lại mặt vừa. 57 kg trở lại mặt vừa lên giúp em bộ này là mã số 49. Chốt em bộ này mã số 49, 57 kg trở lại mặt vừa cả nhà, đẹp quá. Đẹp quá chú chị ơi. Nó có một màu đó đó chị Nhung Hoàng, nó có một màu một bộ đó đó chị, không có màu nào khác nữa trơn nha.
có một bộ 57 58 kg trở lại mặt vừa, chị lấy thì ok giùm em. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 49 cả nhà. 49. 49 57 kg trở lại mặt vừa cả nhà, chốt giúp em ha. Bộ này mã số 49. 49 57 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 49. Rồi lên giúp em bộ này mã số 50. Chốt em bộ này mã số 50 cả nhà. 60 kg trở lại mặt vừa, lên giúp giùm em bộ này mã số 50. Mã số 50 60 kg trở lại mặt vừa, chốt em bộ này là mã số 50 ạ. Chốt em bộ này là mã số 50 các chị ơi, 50. 60 kg trở lại mặt vừa, 55 đến 60 kg, lên giúp em bộ này là mã số 50. Đẹp quá, nó 49 các chị. Chứ em bộ này mã số 50 ha, rất là đẹp. Mấy ba bộ khác luôn. Năm mươi mốt em có hai bộ, sẽ có bốn. Chốt em bộ này mã số 51 cả nhà. 55 đến 60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 51. 55 đến 60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 51. Chốt em bộ này mã số 51 cả nhà ơi, 51. 55 đến 60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 51. Chốt em bộ này mã số 51 nha. 55 đến 60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 51. Chốt em bộ này mã số 52. 50 em chốt cho chị Ngô Kiến Hào. Chốt em mã số 52 cả nhà. 65 kg trở lại mặt vừa. 60 đến 65 kg lên giúp em bộ này là mã số 50. 52. Bộ này mã số 52, 60 đến 65 kg mặt vừa. Cả nhà chốt em bộ này là mã số 52. 52 là bộ bao 60 đến 65 kg mặt vừa. Các chị đẹp chốt em bộ này. Mã số 52. 52, 60 đến 65 kg mặt vừa, chốt em mã số 52. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 53. 53 size cho các chị 57 đến 63 kg mặt vừa. 57 đến 62 63 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 53. Lên giúp em bộ này là mã số 53 cả nhà. 57 kg đến 62 63 kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 53. Chốt em mã số 53. Chốt giúp em bộ này là mã số 54. 54 em có size 55 đến 60 kg và size 60 đến 65 kg mặt vừa, lên giúp giùm em là 54.4 và 54.5. 54.4 là 60 đến 65 kg. Ủa quên, lộn, chấm 4 là 55 đến 60 kg. Chấm 5 là 60 đến 65 kg mặt vừa. Cái bộ này vải nó đẹp. Cái bộ hoa hậu đó vải rất là đẹp. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà. Phải cái bộ này quần em mặc rộng luôn. Cái bộ hoa hậu là mặc dễ. Cái
cái bộ này đổi nha đi chị, cái bộ này quỷ nè, thì đổi nha. Cái quần rộng đó khách mà không được, cái áo mà không được, để lộn sang hai bộ này giống như hai bộ này. Bộ này em còn được size 60 đến 65 kg thôi nha mấy chị. Mã số 50. Bộ này mã số 53, em còn size cho các chị 60 đến 65 kg thôi. 60 đến 65 54 mấy chị. 54. Nha, 60 đến 65 kg mặc vừa lên giúp em, bộ này là mã số 54. Rất là đẹp luôn, 54. 54 là 60 đến 65 kg. Lên giúp em mã số 54. 54 em được 2 bộ. Rồi mã số 55, em chỉ có size 5 cho các chị thôi. Mưa nó 65 kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 55. 1 em chỉ còn được màu trắng, màu vàng, màu xanh lá với lại là màu kem, với lại là màu nâu đất hả chị? Với lại là màu nâu đất à. Alo, giờ chị nghe ạ. Dạ hết rồi anh. Dạ dạ rồi. Size 1 hiện tại là em chỉ còn màu trắng, màu vàng, màu xanh lá, màu kem với màu nâu thôi nha chị ơi. Còn mấy màu kia là em hết nha. Còn mấy cái màu ngày hôm qua em lên, cái nào mà em màu đỏ màu này kia là em chốt hết rồi. Hiện tại em còn mấy màu đó. Rồi bộ này 60-65kg mặc vừa cả nhà. Lên giúp dùm em bộ này là mã số nhiêu rồi chị? 55 cả nhà, 55. Lên giúp em bộ này là mã số 55. Chốt em bộ này là mã số 55 ạ. 55 các chị, 55. Rồi màu xanh lá với màu kem em chốt cho chị Kim Nguyên quá. Đây của chị Kim Nguyên Quách là hai cái nha chị, một cái màu kem với một cái xanh lá size số 1. Rồi em lấy cho chị hai cái. Rồi, mấy chị không mua mẫu này, để em qua mẫu khác nha. Vàng tươi đó chị. Vàng của nó là vàng tươi á. Vàng này nè. Vàng này chị mặc với quần đen cũng đẹp, mà mặc với quần trắng cũng đẹp. Đây, em có vàng này. Rồi lên giúp em bộ này, 55.5 em chốt cho chị Phạm Trang. Bộ này em có size số 3. 55-56kg trở lại mặt giường. Lên giúp giùm em bộ này, 56.3. Em quỷ mã số 53-56 nha cả nhà. Ok em lấy cho chị cái vàng. Ông nhưng mà mặt nó hở cái ngực này sao chết. Nó rách ra đó. Nghĩa là mặt bị dạt ra.
em biết là cái kiểu nó vậy rồi nhưng mà nó không có lộ cái đó ra, nó bị hở cái đó. Tại vì nãy em mặc mấy quần trước đâu có nữa. Năm mươi lăm chấm năm cho chị Nguyệt Trần, 60 đến 65 kg nha chị Nguyệt Trần ơi. Cái này cho chị giấy luôn, hai cháu bà ba em kẹp trong luôn. 55 em chốt cho chị Nguyệt Trần. Em sẽ lên cho các chị cái bộ mango nhưng mà cái kiểu nó giống như đồ ton với đồ lam vậy đó mấy chị nha. Bộ đó hôm bữa em bán cho mấy chị 120 á. Em lên bộ đó cho các chị đi. Các chị không thích mango phối nữa em lên bộ đó nha. Xen kẽ vô đi mấy chị. Lên cho mấy chị cọc này nữa đi rồi em qua mẫu nha. Bộ này lên giúp em ở số 57 cả nhà ơi. 57 size 55 56 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 57. Giúp em bộ này mã số 57 nha. 55 56 kg trở lại mặt vừa. Giúp em mã số 57. Giúp em bộ này là mã số 58 nè. 58 em có size cho các chị 55 đến 60 kg và size 60 đến 65 kg mặt vừa luôn. Lên giúp em bộ này mã số 58. Bộ này đẹp nè mấy chị. 58 là em có size cho các chị 55 đến 60 kg và size 60 đến 65 kg. Lên giúp em bộ này là mã số 58, 58.4 và 58.5. 58.4 và 58.5 giúp em ạ. À. Năm mươi tám chấm bốn và 58.5 cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Chốt giúp dùm em bộ này là mã số 58. 58.4 là 60 đến 65 kg và 58.5 là 6 là chấm 4 là 55 đến 60 kg. Size 5 là 60 đến 65 kg ha. Rồi lên giúp em bộ này mã số 59. 59.3, 59.4. Này em có hai size à. Chấm 3 là 55 56 kg, chấm 4 là 60 kg trở lại. Chị đẹp nha em mặc được. Chốt em bộ này là mã số 59. 59.5, ủa quên chấm 3. Là 55 kg. 59.4 là 60 kg. Rồi cả nhà chốt giúp em bộ này. Rất là đẹp. Chốt em mã số 59 nha. 59.3 anh chốt cho chị Trung Loan một bộ. Rồi em còn 59.3 với 59.4 nữa các chị. Chấm 3 là 55 56 kg trở lại, còn chấm 4 là size cho các chị 60 kg trở lại. Năm mươi tám mà 65 kg. 58. Size 5. Ok chốt cho chị Đinh Đinh Đinh. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chốt em bộ này mã số 59. 59.4 em chốt cho chị Hồng Thoại Trinh. Ôi cái bộ này người ta bán 300 ngàn mấy chế ơi. Mấy chế mua không được nửa giá nữa đó. 140 ngàn là còn 10 ngàn nữa mới được nửa giá. Mua đi ạ, hàng cao cấp không à mấy chị, rẻ. Rẻ đẹp bền. Dạ không biết chị La Huệ ơi, em không biết nữa chị. Nhiều khi cái kiểu nó giống mà cái bông nó khác nha. Em không biết, em không nhớ. Lên giúp em bộ này là mã số 60 nha cả nhà. Mã số 60 là em có size 3, size 4 và size 5 luôn. Trời, bộ này bán 305.000 luôn. Lên giúp em bộ này mã số 60. Bộ này size 3 là 57 kg.
Bộ này size 3 là 57kg, size 4 là 62kg và size số 5 là tầm khoảng 66-67kg mặt giường. Lên giúp em bộ này là mã số 60, bộ vàng. Bộ này size 3 là khoảng 57kg trở lại, cái chị đẹp nha em mặc được. Size số 4 là tầm khoảng 60-62kg và size 5 là tầm khoảng 66-67kg. Lên giúp em bộ này là mã số 60 nha. 60 size 3 em chốt cho chị Linh Phương. Chấm 5 chốt cho chị Phạm Trang. Về cái dây này nè, cái chị thích thì cái chị rút nó lên, rồi cái chị buộc cái chị rút nó lên, cắt rút nó lại ha. Còn không cái chị thích cái tay dài dài này thì cái chị để nguyên về luôn, cái chị cắt cái dây cái chị bỏ. Cắt cái dây cái chị bỏ ha, làm cái tay nó lỡ xuống luôn. 60.5 hả chứ 60.5 em hết rồi. 60.5 em có một bộ rồi, giờ em còn size 3 với size 4 rồi. 3 với 4 là hết năm rồi chứ. Hết trơn size 5 rồi. Để giúp em màu ban này. Đây nó có sao. 60.4 em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn. Dạ đúng rồi chị Ngọc Niềm Nguyễn. Hàng thiết kế, mấy cái hàng mango thiết kế này cái chị mặc đẹp lắm. Mà nó bền nữa. Lên giúp em bộ này là mã số 61 đi cả nhà. 61. Size cho các chị 56kg. 56kg đến 63kg mặt giường. 56kg đến 63kg mặt giường. Bộ này nãy em có lên cho các chị bộ rồi nè. Cái màu beo này đẹp lắm, các chị không chốt. 56kg đến 63kg mặt giường. Chốt giúp em bộ này là mã số 61.4. Lấy thêm bộ này nữa nè chị Ngọc Niềm Nguyễn ơi. Bộ này beo này đẹp nè chị. Lên giúp em bộ này là 61.4 cả nhà. 61.4 em được 3-4 bộ gì đó. Cái chị chốt thôi chị. Rất là đẹp. Đẹp quá. Bộ này là tầm khoảng 56kg ha, đến 62kg là cái chị đẹp nhà em mặc ok. Em mặc là hơi rộng. Chỗ em bộ này mã số 61. Bộ beo này đẹp. Lên giúp em bộ này mã số 61. Giúp em bộ này mã số 62. Sáu mươi ký trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 62. Mã số 62, 60kg trở lại mặt vừa cả nhà. Chốt em bộ này mã số 62. Chị nào thấp người thì bộ này tầm khoảng 56-57kg trở lại thế nha. Sáu mươi chấm năm cho chị Phạm Trang, chấm năm mình hết. 60.4 cho chị Ngọc Niềm.
61 cho chị Hồng Thoại Trinh, 61 cho chị Nhã Vi. Chị Nhã Vi ơi, chị Nhã Vi lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị Nhã Vi ơi. À, chị Ngọc Niềm Nguyễn chút xíu chị xuống với chị nói mấy bạn xã ra giùm em đi chứ. 61.4 mà 52kg là mặt rộng nha chị Hi Kim. 61 em chốt cho chị Ngọc Niềm Nguyễn. Chị 52kg chị chốt bộ em đang mặc nè, chị mặc vừa. Còn bộ 61.4 là chị mặc rộng. Chị Nhã Vi lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị Nhã Vi. Bộ em mặc là 62. Mã số 62. Size tầm khoảng 50 đến 60kg. 60kg chị nào cao cao tí xíu, chị nào thấp người thì 57kg trở lại thôi. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 62. Điểm cái bill em mới đưa mà. 60 hồi nãy em bấm bill cho chị rồi đó. Mang gồ không có co giãn chị. À chị Nga Hoàng có 2 nít đúng không? Rồi 61.4 em chốt cho chị Nga Hoàng. Chị Hi Kim ơi, chị lấy cái bộ này thì chị lên giúp em mã số 62 chứ đừng có lấy bộ em đang mặc nha chị. Nè lấy cái áo đen, cái quần kiểu caro này thì chị lên giúp em mã số 62. À lên giúp em mã số 62 chứ đừng có chốt bộ em đang mặc. Mango là không có co giãn chị. Còn cái áo brief thì nó có co giãn nha. Form quần thì em đã canh size cho các chị được rồi đó. Các chị đẹp nhà em cứ chốt đúng cái số ký em đọc là ok nha. Người ta mặc được thì mình mặc được thôi à. Không, tại em nãy em đẩy cái ghế ra. Rồi bộ này nha cả nhà. Bộ này chốt giúp giùm em á, size cho các chị là 57kg đến 62kg mặc vừa. 57kg đến 62kg mặc vừa cả nhà. Đồ co giãn thì người ta sẽ may theo cái form co giãn. Còn ví dụ như đồ nào mà chất vải không có co giãn thì người ta sẽ may theo chất vải không co giãn nha cả nhà. Cái vấn đề đó thì các chị đặt thì các chị không có cần phải lo. Còn ví dụ như em canh số ký cho mấy chị thì các chị cứ canh vào đúng cái số ký em đọc là ok. Rồi bộ này cả nhà. Bộ này 55, 56, 57kg đến 60, 62kg các chị đẹp nha, mặc vừa nè, tùy chiều cao. Đó, chị nào mà chưa có chắc ăn thì lên với em chiều cao. À, cái áo nó là thun body thì nó sẽ co giãn thì nè mấy chị. Còn form quần ha, form quần ví dụ như các chị mặc. Ví dụ như em 48kg thì em mặc cái form quần nó sẽ thoải mái hơn. Đó, chị nào 50 mấy 60kg thì các chị mặc vừa hơn. Đó. Rồi lên với em bộ này mã số 63. Cả nhà lên giúp em mã số 63. Rồi lên giúp em bộ này mã số 64 cả nhà. Sắc nách chị bao nhiêu ký chị Loan Ngọc? Sắc nách em có size 56 57kg trở lại hả chị? Sắc nách là bộ này nha, bộ mango chứ không phải là hàng thun nha. Nó lọt vô được một vài bộ sắc nách, còn hàng thun em không có hàng sắc nách. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị. Bộ này size cho các chị đẹp nhà em 55 đến 60kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 64. Chốt em bộ này là mã số 64 nha. Rất là đẹp luôn. 55 đến 60kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 64. Ok bạn. Chốt em bộ này mã số 64 cả nhà. Năm mươi lăm đến 60kg mặc vừa. Chốt em bộ này mã số 64. Chốt em bộ này mã số 64 nha. Chị mặc hàng thiết kế lên nó sẽ rất là đẹp. Em là 1m58, em 48kg đó.
Rồi lên giúp em bộ này là mã số 64. Cho em bộ này mã số 65 nè cả nhà. 65 là em có size 3 55kg trở lại, size 4 là 60kg và size 5 là 65kg. Cái hàng này nó sẽ gọn hơn cái form hàng thun của mình một size. Size 3 bộ này 55kg trở lại thôi, size 4 là 60kg và size 5 là 65kg. Lên giúp em bộ này là mã số 65. 65.3, 65.4 và 65.5. Rồi lên giúp em bộ này. Đặt khỏi bông ra nha chị. Qua mẫu. Còn bộ này em mặc cho mấy chị luôn ha. Có bộ size 4 hả chị? Rồi lên giúp em bộ này 66. 66 nha cả nhà ơi, bộ này mã số 66. Bộ này cho size cho các chị 55 56 kg đến 62 kg trở lại mặc giường. Lên giúp em bộ này là mã số 66. Form đồ mặc lên rất đẹp luôn hả chị? Không buồn. Mặc lên là nó thẳng rang nhìn đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là mã số 66 đầm thép. Về tới quê rồi, Cần Thơ về tới Đồng Tháp rồi, về tới quê nhà rồi. Lên giúp em bộ này là mã số 66. Size cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 55-56kg nha, đến 62kg một giường. Rồi lên giúp em bộ này 66. Rồi em qua mẫu khác cho các chị nha. Em mà bơm mấy bộ đồ lam, còn mấy bộ lam em bán cho mấy chị luôn nè mấy chị. Em còn mấy bộ lam 130.000 bộ. Lam lụa Latin rất là đẹp luôn. Hôm bữa chị nào chưa mua được chốt giúp em đi hàng bơm về. Còn có mấy bộ. Em có bộ này là bộ màu cà phê sữa, size 57 58kg trở lại mặt giường. 57 58kg trở lại mặt giường. Lên giúp giùm em là mã cà phê sữa 130.000. Đó là lụa Latin với em nha, rất là đẹp. Quần ống rộng nha cả nhà. Đẹp quá đẹp. Múa. Mặc đồ này múa được luôn nè. Lên với em bộ này là màu cà phê sữa nha cả nhà, lụa Latin, bộ lam em còn được bộ. Size 57kg, 57 58kg trở lại mặt giường 130.000 bộ. Rồi bộ này lên giúp giùm em là lam size XL, size 63kg trở lại mặt giường. 63kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là bộ màu lam cả nhà, màu lam. Này nó giống luôn chứ, không đúng không? Không giống đâu. Quay xe lên thôi, quay xe lên. Không, nó vậy đó. Ừ, nó giống. Giúp cái bộ hôm bữa mà đổi qua da quá quá vậy. Ừ, nha. Lấy em đi, bỏ vô luôn đi, chị khỏi luôn. Ừ, giống cái bộ hôm bữa đổi rồi, ừ. Còn nằm đây nữa ta. Cà phê sữa em chốt cho chị Trung Lon. Bộ đó là 57kg trở lại thôi nha chị Trung Lon. Nó có size L. Rồi em còn được màu đỏ mận nữa cả nhà. Màu đỏ mận size cho cái chị cũng 57kg trở lại luôn. Chốt em màu đỏ mận 130.000.
chốt em màu đỏ mận à. 57kg trở lại, cao 1m55 trở lên, chị nào thấp người thì 55kg trở lại. Rồi chốt giúp dùm em bộ này, lên giúp em màu này màu đỏ mận, còn có mấy bộ à, em hết rồi đó mấy chị. Đúng rồi, ban ngày nó chế nó chế nhiều việc hơn. Em up cái like này, em lên cái like mới nha mấy chị ơi, lên cái like mới.